thì cái lúc ban đầu á là chú Phích nó chưa được về á, thì được anh em cộng đồng mạng săn đón rất là nhiều. Đó, cái hộp thùng á 35-36 nghìn gì đó, thì cái này 36 nghìn rất là tiện lợi, một bữa xế. Thì cái lúc ban đầu á là chú Phích nó chưa được về á, thì được anh em xin chào anh em nha, xin chào anh chị em thể thao nha. Hôm nay mình sẽ làm cái clip là mình định hình lại cái dinh dưỡng của anh Chuvit này. Thì lúc trước á, Chuvit này lúc mà nó chưa về á, mình lấy cho bạn coi nha. Hôm nay mình cố tình để thằng Len Ro 8 với lại anh Chuvit ở đây để mình làm một cái clip này cho nó hoàn chỉnh. Thì cái lúc ban đầu á là Chuvit nó chưa được về á, thì được anh em cộng đồng mạng săn đón rất là nhiều. À, cái hộp, cái thùng á, thùng đây nè, những hũ chua phích nhỏ nhỏ này nè. Đây, ví dụ như những cái hũ chua phích nhỏ 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 kiểu này nè, hũ mà 20 serving á thì được anh em săn đón rất là nhiều. Em để đây luôn nha. Đó, thì kêu là dòng này là nó ngang hàng với lại Lean Body. Như vậy là cái này đây Lean Body nha, thì đó nó là ngang hàng với nhau nên là được người ta săn đón rất là nhiều, bán rất là chạy luôn. Nhưng mà một thời gian á, dùng mình thấy là so sánh lại á, thì cái dinh dưỡng này nó không bằng. Này nó ít no mà cái calo nó thấp nữa, nó ít no lắm. Nó cũng no chứ mà cái kiểu nó không thể nào làm một bữa ăn mà tương đối được. Cái còn Lean Body này chất rất là nhiều. Cái chất nó rất là nhiều nè, nó 330 calo. Mà chú Phích thì có 170 calo à. Có 170 calo các bạn. Mà cái chất lượng của con này là 70g, 79g. Cái bột của con này 79g. Bột của chú Phích này có 49g à. Serving của nó có 49g thôi. Ở đây cũng vậy luôn. Ở đây nhiều cái muỗng cà phê này, cái vị cà phê này có 42g à. Cho nên là về chất là Lean Body hơn hẳn nha các bạn. Nếu mà so sánh với Lean Body là chỉ có so sánh với Lean Body For Her này thì được. Đó, For Her này nè. Nhưng mà cũng thua luôn, tại vì nó có nhiều chất xơ. Lean Body For Her này nhiều chất xơ và vitamin nó quá trời. Đó, cho nên là chú Fit này thì có thể nói là chất nó không bằng. Giá nó ban đầu là người ta định giá ở bên công ty định giá nó là 50.000 ngày 1 triệu 20 lần dùng thì 50.000 một lần dùng, thì đâu đó nó ngang ngửa với lại Lean Body này. Nhưng mà Lean Body này thì ok hơn, chất nó nhiều hơn, mà nó 55.000 mà chất nó rất là nhiều, 40g protein. Thì cho nên là mới định hôm nay mình mới làm video mình định hình lại. Lần này nếu mà ráng lắm, chua phích này nếu mà nâng cao giá trị của nó các bạn, nâng cao giá trị lắm thì nó cũng bằng Lean Body For Her này thôi. Còn không á thì nó cũng cùng phân khúc giá với lại Lean Ro 8. Đó, Lean Ro 8 này. Lean Ro 8 này thì nó cũng đúng nghĩa là Lean Ro 8 này nó ngang ngửa với lại Chuvit nè. Ví dụ một gói của Chuvit này nè. Gói Chuvit này là 49g. Thì muỗng Lean Ro 8 là 50g. 25g protein, thì trong Lean Ro 8 này có 25g protein. Rồi chất xơ của nó, chất xơ của Chuvit là 8g. Thì chất xơ của nó 8g, còn chất xơ này của chất xơ của Lean Ro 8 là 4g thôi. Thì nhìn chung á thì cũng không chênh lệch gì mấy. Vàng này thì được cái là nó tự bọn cỏ. Nhưng mà nói về chất á, cái lượng chất của nó thì nó ngang, mình định hình nó thì nó chắc nó có lẽ nó ngang ngửa với lại Lean Ro 8 thôi. À đúng rồi, một phần nữa nè. Ở đây nó có 3.5 gram chất béo tốt. Thì này nó có tới 8 gram
chất béo EFA, chất béo hợp tốt luôn. Rồi vậy thì bây giờ mình lớn tính thì chia ra thử coi level 8 là bao nhiêu tiền một lần dùng. Cái mẫu này là 1,6 triệu chia cho 45 là 35.000. Vậy thì chu phích này bây giờ mình định giá cũng cỡ 36.000 thôi. Bây giờ dự định mình sẽ bán cái gói chu phích này với giá 36.000. Đó, rất là tiện lợi. Bạn mua 36.000 thôi là được rồi. Bây giờ sẽ định giá như vậy. Và chứ hồi trước những cái phần dùng chu phích như vậy nó lên tới 50.000 luôn. Thì bây giờ mình để giá 36.000 thôi. Tại vì bây giờ mình thấy chất lượng con này nó chỉ ngang bằng với lại Linro 8 thôi à. Rồi, anh em biết giá vậy thì có gì thì ủng hộ mình nha. Rồi, cảm ơn rất nhiều. À quên, giờ mình làm muỗng Linro 8 nè. Linro 8 thì có gì đâu, thì mình pha vậy nè. Mình để 200ml nước. À không, để chừng 300ml nước nha mày. Mày đau bụng quá, mày ăn có một xíu cơm à. Đó thì bạn coi bột nè. Coi bột của Linro 8 nha. À không, tạm thời để cho mấy cái chu phích này dưới đi. Vậy là chu phích này bây giờ là hiện giờ mình bán 36.000 một gói nha các bạn. Đó thì ngang tầm giá với lại Linro 8 đây luôn. Nó chỉ được cái là nó hơn một chút xíu là vì có bò. Vì sản phẩm này là từ bò cỏ thôi. Không quên nói luôn, một hộp như vậy là 12 gói. 2 gói nha các bạn. Thì cứ 36.000 một gói thôi. Bây giờ mình sẽ pha Linro 8 sử dụng luôn. Nó là bị dấu. Múc bằng đầy muỗng cũng được. Đây nha các bạn. Cái Linro 8 này nó cũng hơi khó tan nha, mình lắc nhiệt tình xuống. Rồi, tổng kết của video này lại thì chu phích này phân khúc của nó là ngang tầm với lại chu phích này của nó sẽ ngang tầm với lại Linro 8 rồi, hoặc là ráng lắm thì bằng Linbody for her, còn Linbody for man thì nó hơi chất lượng nha các bạn, cho nên là nó không này là rất thần thánh, giá nó cao 50 mấy ngàn. Các bạn inbox cho mình nha, mình báo giá cho. Giá của nó rất là ok. Còn bây giờ là chu phích sẽ ngang hàng với lại Linro 8. Rồi vậy thôi. Linro 8 35.000 hơn một xíu, 35-36.000 gì đó, thì cái này 36.000 rất là tiện lợi, một bữa ăn xế. Rồi nha, vậy cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn đã coi hết video này. Giờ mình uống hết cái serving này cái đã. Cảm ơn các bạn nha. Rồi các bạn subscribe để các bạn like. Nếu bạn thấy hay thì like. Rồi các bạn subscribe và xem những video tiếp theo của mình. Mình chia sẻ cho các bạn những cái điều hay hay của những thực phẩm bổ sung về tập thể dục thể thao. Và cảm ơn các bạn rất nhiều nha.